Hello, xin chào chào mừng bạn đến với VIA Academy. Mình là Zino từ VIA Studio. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để xóa driver cài màn hình một cách toàn diện nhất. Mình sẽ vào trình duyệt và vào website guru3d.com. Đường link mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả nha. Các bạn hãy click vào đó. Và đây chính là phần mềm chúng ta sẽ sử dụng để xóa cài màn hình. Thì bây giờ các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ thấy có rất là nhiều đường link ở đây. Các bạn click vào một cái. Rồi, các bạn sẽ thấy là đây, nó sẽ tự động tải về trong vòng 5 giây và các bạn cũng đã thấy là nó đang tải về dưới đây rồi. Khi mà click vào cái file đó thì các bạn thấy ở đây chúng ta có hai file, một cái thư mục guru3d.com và một cái là cái phần mềm. Trước tiên các bạn sẽ giải nén nó ra và để nó ngoài desktop. Và tại sao ở video này mình lại hướng dẫn cho các bạn cách để xóa driver cài màn hình? Thì khi mà các bạn gặp một lỗi gì đó về driver của cài màn hình thì các bạn cần phải xóa nó một cách toàn diện nhất có thể. Thì cái phần mềm DDU này nó sẽ giúp cho các bạn làm điều đó. Nhưng có một cái vấn đề ở đây là khi mà các bạn xóa cài màn hình thì các bạn trước tiên trong đầu các bạn phải định hình sẵn là các bạn phải biết mình đang làm gì. Các bạn đang xóa toàn bộ driver của cài màn hình. Điều đó sẽ khiến cho một vài phần mềm của bạn sẽ không vào được. Nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, tại vì chúng ta sẽ cài lại mới. Tại vì thường phần mềm này nó rất là mạnh, nó sẽ xóa hết toàn bộ tất cả những cái driver có liên quan tới driver cài màn hình. Ví dụ như NVDA mà có GeForce Experience, nó xóa luôn cái GeForce Experience của cái NVDA luôn. Nói chung là bất kỳ những cái vấn đề gì ở xung quanh cái dính tới cái cài màn hình thì nó sẽ xóa hết. Vì vậy mình muốn khuyến cáo là các bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần mềm DDU. Đây, ở đây nó sẽ bắt mình giải nén thì mình sẽ giải nén nó ra. Đây, giải nén nó ra một cái thư mục nhỏ như này. Bạn click vào nó và các bạn click vào cái Display Driver Uninstaller. Các bạn nhấn Z, nó sẽ hỏi cái quyền admin của các bạn thì các bạn nhấn Z nha. Đây, ở đây là DDU đã phát hiện mình không ở cái chế độ an toàn thì cái này bỏ qua đi. Ok, thì bây giờ trước tiên các bạn sẽ chọn cái cài màn hình. Chúng ta sẽ xóa cài màn hình. Đó, các bạn sẽ chọn loại là cài màn hình. Và ở đây, nếu như các bạn nào sử dụng card NVDA thì chọn NVDA, AMD thì chọn AMD, còn Intel thì chọn Intel nha. Ở đây thì mình dùng card AMD. Ê, mình dùng card NVDA. Còn ở đây thì mình dùng card NVDA. Thì coi như là xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ click vào cái mục Clean and Restart. Thì khi mà bạn click vào nó thì nó sẽ clean hết toàn bộ cái cài màn hình của các bạn và sau đó nó sẽ restart máy lại. Có thể là Windows của bạn sẽ tự động update cái cài màn hình để nó dùng đỡ. Nhưng mà khi mà chạy cái phần mềm này xong thì mình chắc chắn 100% là cái card màn hình của bạn, cái driver cài màn hình của bạn là nó mới toanh. Thì mình sẽ click vào nhé. Đây, nó đang tạo cái điểm restore born. Ok, phần mềm đang chạy. Như các bạn đã thấy thì đây chính là màn hình của mình sau khi đã gọi là xóa driver của cài màn hình. Thì thật sự là sau khi reset máy thì cái máy của mình nó tự động, nó cài cái driver, nó tự nhận cái cài màn hình của mình và nó tự cài driver luôn. Đây chính là cách để xóa hoàn toàn driver cài màn hình ở trong máy tính. Và các bạn đã xem nội dung tại VR Academy, mình là Zino từ VR Studio. Nếu có vấn đề gì hãy comment phía dưới nha. Chúc bạn nghe vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.